Xin trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị đến với kênh Culture Channel, kênh tin tức Canada và thế giới của tạp chí Culture, tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada. Kính chúc quý vị một ngày an lành. Sau đây là điểm tin thế giới trong bản tin thứ 5 ngày 27 tháng 6 với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, NATO đã chọn Thủ tướng Hà Lan làm tổng thư ký tiếp theo. 32 thành viên của NATO đã nhất trí chọn Thủ tướng Hà Lan, ông Mark Rutte, là tổng thư ký tiếp theo của Liên minh sau khi đối thủ duy nhất của ông tuyên bố rút lui. Ông Rutter, 57 tuổi, sẽ đảm nhận chức vụ mới từ ngày 1 tháng 10 khi nhiệm kỳ của ông Stoltenberg kết thúc sau 10 năm. Tổng thư ký Stoltenberg ca ngợi ông Rutter là một lãnh đạo mạnh mẽ ủng hộ Liên minh xuyên Đại Tây Dương và tạo dựng đồng thuận. Sau khi bắt đầu tranh cử vị trí tổng thư ký NATO vào tháng 11-2023, ông Rutter sớm đã được các thành viên chủ chốt của Liên minh là Anh, Pháp, Đức và Mỹ ủng hộ. Trong khi đó một số quốc gia tỏ ra dài dạt hơn. Còn các nước Đông Âu thì cho rằng nên trao vị trí này cho một ứng viên tại khu vực. Ông Rutte đang là thủ tướng tạm quyền và sẽ rời vị trí này trong vài tuần tới khi Hà Lan thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử năm 2023. Trên cương vị tổng thư ký NATO, ông sẽ phải giải quyết các thách thức trong duy trì ủng hộ của đồng minh đối với nỗ lực viện trợ cho Ukraine trong khi tránh để liên minh bị kéo vào xung đột trực tiếp với Nga. Tân tổng thư ký NATO cũng phải đối mặt với khả năng là cựu tổng thống Donald Trump, người hoài nghi về vai trò của liên minh này, có thể trở lại tòa bà đốc sau cuộc bầu cử tháng 11 ở Mỹ. Ông Trump từng đe dọa là sẽ rút Mỹ khỏi NATO và không bảo vệ những thành viên liên minh mà không chi đủ 2% GDP cho ngân sách quốc phòng. NATO đã bốn lần gia hạn nhiệm kỳ của Tổng thư ký Stoltenberg, 64 tuổi, do không tìm được người thay thế. Trước khi làm lãnh đạo NATO thì ông Stoltenberg là thủ tướng của Na Uy. Tòa án chưa gỡ toàn bộ lệnh im lặng đối với ông Trump, theo hãng tin Reuters, ngày 25 tháng 6. Thẩm phán Juan Merchant, người xét xử cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trong vụ án gian lận báo cáo kinh doanh để che giấu việc chi tiền bịt miệng sau khiêu dâm tuyên bố là gỡ một phần lệnh im lặng với bị cáo với quyết định trên thì ông trump sẽ được cho phép phát ngôn công khai về các nhân chứng trong vụ án lệnh cấm bình luận về bồi thẩm đoàn cũng được nới lỏng song ông vẫn sẽ bị hạn chế nói về các công tố viên và những bên liên quan khác đặc biệt lệnh cấm ông trump và luật sư của các bên khỏi việc công khai danh tính thành viên bồi thẩm đoàn đến nay vẫn được giữ kín vẫn sẽ có hiệu lực Thẩm phán Merchant viết là cho đến khi bản án được đưa ra, tất cả các cá nhân liên quan phải được phép thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình mà không bị ảnh hưởng bởi những lời đe dọa, dọa dẫm, quấy rối hay bị làm hại. Từ khi công tố viên Elvin Bragg truy tố ông Trump hồi đầu năm 2023 đến nay, những cá nhân mà tham gia xét xử vụ án này đã liên tục bị bộ phận người ủng hộ quá khích của ông Trump đe dọa. Trong bản khai hôm 20 tháng 6, nhân viên cảnh sát phụ trách an ninh cho ông Bragg cho biết Vị công tố viên này cùng gia đình và các nhân viên dưới quyền của ông đã nhận tổng cộng 61 lời đe dọa chỉ trong năm 2024, trong đó có hai người bị dọa ném bom vào nhà. Hồi tuần trước thì những người ủng hộ ông Trump đã tìm cách nhận diện các thành viên bồi thẩm đoàn và đe dọa bạo lực với họ. Phát biểu trên đài Newsmax ngày 25 tháng 6, ông Trump cho rằng mình bị đối xử bất công khi lệnh im lặng chỉ được cỡ bỏ một phần. Ông nói điều đó nghĩa là gì? Lệnh im lặng phải được cỡ bỏ hoàn toàn. Tội ngũ luật sư của ông Trump cũng cho rằng lệnh im lặng trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phát ngôn và vận động tranh cử của ông. Thậm chí ông Trump sẽ bị giới hạn khả năng đáp trả những sự công kích từ Tổng thống Joe Biden trong cuộc tranh luận Tổng thống diễn ra ngày 27 tháng 6. Thẩm phán Merchant vẫn duy trì lệnh im lặng ít nhất đến khi tuyên án ông Trump vào ngày 11 tháng 7. nhà sáng lập Wikileaks đã được trả tự do và đi máy bay riêng về Úc. Nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange đã được trả tự do sau phiên tòa trên đảo Saipan, lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương. Theo hãng tin Reuters, trong phiên tòa kéo dài 3 giờ tại đảo Saipan, nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange đã chính thức nhận một tội danh hình sự về việc âm mưu lấy và tiết lộ các tài liệu mật về quốc phòng của Mỹ. Ông tin rằng, Tù chính án thứ nhất của hiến pháp Mỹ vốn bảo vệ quyền tự do ngôn luận đã giúp che chở cho các hoạt động của ông. Thẩm phán Mỹ Romana Manglona đã chấp nhận việc ông Assange nhận tội và trả tự do cho nhà sáng lập WikiLeaks, do ông này đã mãn hạn tù sau thời gian giam giữ tại Anh từ năm 2019. Trước đó, hôm 25 tháng 6, ông Assange đã đạt được thỏa thuận nhận tội để ông không còn bị giam giữ và chấm dứt hành trình pháp lý kéo dài 14 năm. Đây là thỏa thuận của ông Assange với Bộ Tư pháp Mỹ. Theo thỏa thuận, ông Julian Assange nhận một tội danh và lãnh án 62 tháng tù giam cho tội danh này. Nhưng thời gian ông bị giam giữ ở Anh là hơn 62 tháng sẽ được tính vào bản án. Do đó, ông Assange sẽ không cần phải ngồi tù thêm nữa ở Mỹ, Anh hoặc bất kỳ nơi nào khác. Sau khi kết thúc phiên tòa kéo dài 3 giờ ở Saipan vào ngày 26 tháng 6, ông Julian Assange đã rời Saipan trên một chiếc máy bay riêng có đại sứ Úc tại Mỹ và anh đi cùng. Theo lịch trình, máy bay hạ cánh xuống Canberra của Úc, nơi ông sẽ đoàn tụ với gia đình vào cùng ngày. Ngày 26 tháng 6, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết rất hài lòng với thỏa thuận nhận tội giúp chấm dứt hành trình pháp lý kéo dài nhiều năm của nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange, cho phép ông này trở về Úc với tư cách là một người tự do. Ông Julian Assange sáng lập WikiLeaks vào năm 2006. Wikileaks là một tổ chức truyền thông phi lợi nhuận và là nơi xuất bản các tài liệu bị rò rỉ. Vào năm 2010, Wikileaks đã gây chấn động thế giới khi công bố hàng trăm ngàn tài liệu mật quân sự Mỹ liên quan đến chiến tranh Afghanistan và Iraq. Đây được coi là vụ rò rỉ an ninh nghiêm trọng nhất trong lịch sử quân đội của Mỹ. Bên cạnh tài liệu quân sự, Wikileaks còn tiết lộ hàng loạt bức điện ngoại giao nhạy cảm. Ông Assange đã bị truy tố dưới thời chính quyền cựu tổng thống Donald Trump liên quan đến hành động công bố ồ ạt à các tài liệu mật của Mỹ, nguồn gốc rò rỉ được xác định là Chelsea Manning, cựu phân tích tình báo quân sự Mỹ, người cũng đã bị truy tố theo luật gián điệp. Đồng đô la Mỹ vẫn là đồng tiền dự trữ chính của toàn cầu trong ngắn hạn và trung hạn. Theo báo cáo giám sát sự thống trị của đồng đô la Mỹ của Trung tâm địa kinh tế của Hội đồng Đại tây dương đồng đô la mỹ vẫn là đồng tiền dự trữ chính của thế giới đồng euro cũng như nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới là brics đều không thể làm giảm sự phụ thuộc của toàn cầu và đồng bạc xanh báo cáo cho rằng đồng đô la mỹ vẫn là đồng tiền chủ yếu trong dự trữ ngoại hối thanh toán thương mại và các giao dịch tiền tệ trên toàn cầu và vai trò đồng tiền dự trữ chính của toàn cầu sẽ được duy trì trong ngắn và trung hạn sự thống trị của đồng đô la mỹ vai trò quá lớn của đồng đô la mỹ trong nền kinh tế toàn cầu gần đây được củng cố nhờ nền kinh tế mỹ mạnh chính sách tiền tệ thì thắt chặt hơn và rủi ro địa chính trị gia tăng dù sự phân mảnh về kinh tế khiến các nền kinh tế của nhóm brics chuyển sang các đồng tiền dự trữ và quốc tế khác theo báo cáo các lệnh trừng phạt của nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới nhằm vào nga sau khi xảy ra xung đột tại ukraine đã thúc đẩy nỗ lực của nhóm brics trong việc phát triển một liên minh tiền tệ nhưng nhóm này không thể đạt tiến triển trong việc phi đô la hóa. Nhóm các nền kinh tế BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Iran, Ai Cập, Ethiopia và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Hội đồng Đại Tây Dương nhấn mạnh Trung Quốc đã tích cực tăng thanh khoản của đồng nhân dân tệ thông qua các thỏa thuận hoán đổi với các đối tác thương mại, nhưng tỷ trọng của đồng tiền này trong dự trữ ngoại hối của toàn cầu giảm xuống 2,3%. So với mức đỉnh 2,8% vào năm 2022, trong khi đó thì đồng euro, đồng tiền từng được coi là đối thủ của đồng đô la Mỹ trong vai trò đồng tiền quốc tế cũng yếu đi khi những nước muốn giảm rủi ro đã chuyển sang vàng. Theo báo cáo các lệnh trừng phạt Nga, đã cho các nhà quản lý dự trữ ngoại hối thấy rằng đồng euro có nguy cơ chịu tác động từ các rủi ro địa chính trị tương tự như đồng đô la Mỹ. Những lo ngại về sự ổn định kinh tế vĩ mô Nền tảng tài chính và việc thiếu một liên minh các thị trường vốn châu Âu cũng ảnh hưởng đến vị thế đồng tiền quốc tế của đồng euro. Tình trạng nắng nóng thiêu đốt hàng loạt quốc gia châu Âu Tình trạng nắng nóng đang thiêu đốt các thủ đô Bắc Âu, trong khi lực lượng cứu hỏa ở phía nam Hy Lạp đang chống chọi với hàng chục đám cháy trên khắp quốc gia địa trung hải này. Theo báo cáo của Maxa Technologies, London của Vương quốc Anh và Paris của Pháp đang trải qua nắng nóng ở mức cao nhất trong năm nay, với nhiệt độ được dự báo lên tới 29 độ C trong ngày 26 tháng 6, trong khi nhiệt độ tại Berlin thì sẽ lên tới 30 độ C. Cảnh báo sức khỏe màu vàng về thời tiết nắng nóng được ban hành cho phần lớn nước Anh. Trong bối cảnh, có nhiều bác sĩ đình công làm giấy lên lo ngại về sức khỏe của người lớn tuổi. Thời tiết sẽ chuyển sang điều kiện dịu mát hơn khi tháng 7 bắt đầu. Biến đổi khí hậu đang khiến cho năm 2024 trở thành năm nóng kỷ lục. Hy Lạp cho đến nay vẫn là tâm điểm cái nóng mùa hè của châu Âu, khi quốc gia này ghi nhận ngày tháng 6 nóng nhất vào đầu tháng này. Gió mạnh và nhiệt độ cao đã khiến cho chính quyền Hy Lạp phải chịu áp lực ngày càng gia tăng trong hai tuần qua, khi lực lượng cứu hỏa đang phải giải quyết 55 đám cháy mới trong 24 giờ và hơn 130 lính cứu hỏa đang nỗ lực để kiểm soát ngọn lửa bùng phát thâu đêm. Nhiệt độ ở Hy Lạp lên tới 40 độ C vào ngày 26 tháng 6. Báo cáo của cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu và Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO công bố ngày 22 tháng 4 cho biết, châu Âu đang nóng lên nhanh gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Đồng thời dự báo trong tương lai là các đợt nắng nóng sẽ kéo dài với cường độ mạnh mẽ hơn. Trong khi đó mưa lớn gây ra lũ lụt trên diện rộng ở vùng Trung Tây của Mỹ. Mưa lớn đã gây ra lũ lụt trên diện rộng ở các vùng Nebraska, South Dakota, Iowa và Minnesota của Mỹ. Mực nước sông dâng cao kỷ lục, buộc hàng trăm người phải di tản và khiến ít nhất hai người thiệt mạng. Tại bang Iowa, thống đốc Kim Reynolds đã ban bố tình trạng thảm họa cho các hạt bị ảnh hưởng, mở đường cho việc cấp viện trợ liên bang. Mực nước sông Little dâng cao vượt qua đê trắng, đã gây thiệt hại cho nhà cửa và doanh nghiệp. Lũ lụt cũng gây ra thiệt hại cho động vật hoang dã. Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Forever Wildlife Lot ở phía Tây Bắc Iowa đã nhận được hơn 200 cuộc gọi kể từ khi lũ lụt bắt đầu. Người phụ trách trung tâm cho biết lũ lụt là một thảm họa đối với động vật hoang dã, khiến chúng bị cuốn trôi khỏi hang ổ, bị thương và bị chia cắt. Ở phía Đông tại Humboldt của Iowa, mực nước dự kiến sẽ lên tới mức kỷ lục 5m vào ngày 26 tháng 6. Gần 68.000 bao cát đã được gia cố tại khu vực D để ngăn nước lũ. Cơ quan Thời tiết Quốc gia dự báo phía Tây của Iowa và phía Đông của Nebraska có khả năng hứng chịu mưa đá và gió lớn gây nhiều thiệt hại, trong khi các vùng của Nam Dakota và Minnesota thì có thể trải qua mưa rào và giông. Lũ lụt có thể tiếp tục diễn biến xấu đi trong vài ngày tới khi nước chảy vào sông Missouri và Mississippi. Tại Michigan thì hơn 150.000 hộ gia đình và doanh nghiệp đã bị mất điện vào sáng ngày 25 tháng 6 sau khi có những cơn giông dữ dội kéo đến chưa đầy một tuần sau cơn bão khiến cho hàng ngàn người sống trong cảnh mất điện nhiều ngày ở ngoại ô Detroit. Tại Minnesota thì hơn 20 điểm dự báo sẽ xảy ra lũ lụt lớn và cảnh báo lũ lụt có thể kéo dài đến cuối tuần. Thống đốc Tim Walz kêu gọi người dân không nên xây dựng lại nhà cửa quá nhanh chóng mà cần tập trung vào các sửa chữa bền vững để ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ lũ lụt trong tương lai. Bụi mịn quanh các sân bay lớn ở châu Âu có thể ảnh hưởng tới 52 triệu người. Tổ chức Vận tải và Môi trường TNE cảnh báo khoảng 52 triệu người sống quanh các sân bay nhộn nhịp nhất châu Âu, có nguy cơ bị tổn hại sức khỏe do nồng độ các hạt mịn thảy ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu của máy bay phản lực. Các hạt siêu mịn, gọi là UFP, nhỏ hơn khoảng 1.000 lần so với sợi tóc người, được phóng thích trong quá trình máy bay cất cánh và hạ cánh. Kích thước cực nhỏ khiến cho UFP dễ dàng xâm nhập vào các mô của con người và ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy là những hạt này có hại cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, UFP phần lớn vẫn chưa được kiểm soát. Tổ chức Tini có trụ sở tại Brussels đã phân tích nồng độ UFP xung quanh sân bay Amsterdam Schiphol dựa trên dữ liệu do Viện Y tế Cộng đồng và Môi trường Quốc gia Hà Lan thu thập. Sau đó, TNI đã áp dụng kết quả này với 32 sân bay bận rộn nhất châu Âu. Theo TNE, trong bán kính 5 km xung quanh sân bay Amsterdam Schiphol, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận nồng độ UFP là từ 4.000 đến 30.000 hạt trên mỗi cm khối. Trong khi tại các trung tâm thành phố thì nồng độ UFP ở mức từ 3.000 đến 12.000 hạt trên mỗi cm khối chứng tỏ là các sân bay có ảnh hưởng quan trọng đối với tình trạng ô nhiễm UFP. Theo đó, thì TNI kết luận là 52 triệu người sống trong bán kính 20 km xung quanh sân bay bận rộn tại châu Âu có nguy cơ bị tổn hại sức khỏe nghiêm trọng do nồng độ UFP cao. Việt Nam Airlines đối mặt với nguy cơ vỡ nợ Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines có thể vỡ nợ vào tháng 7 2024 nếu thời hạn trả khoản vay tái cấp vốn 4.000 tỷ đồng không được gia hạn, theo Chính phủ Việt Nam. Thông tin từ Chính phủ Việt Nam cho biết, Việt Nam Airlines đã nhận được khoản vay 4.000 tỷ đồng lãi suất thấp từ một số ngân hàng thương mại. Khoản vay này sau đó đã được ngân hàng nhà nước tái cấp vốn với lãi suất là 0% vào năm 2021. Theo nghị quyết của Quốc hội, khoản vay tái cấp vốn đã được Việt Nam Airlines triển khai vào năm 2021 và từ tháng 7 tới tháng 12 2024, Việt Nam Airlines phải trả khoản vay này. Việt Nam Airlines vẫn đang gặp khó khăn tài chính do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ chính phủ Việt Nam cho biết, Việt Nam Airlines vẫn chưa hoàn thành việc tái cấu trúc tài chính, bao gồm tái cơ cấu các khoản đầu tư không cốt lõi và bán cổ phiếu mới do yêu cầu phê duyệt từ các cơ quan quản lý Do đó, Vietnam Airlines có khả năng là đối mặt với nhiều rủi ro khổng lồ, vướng vào các vụ kiện tụng và bị tổn thất uy tín nếu thời hạn trả nợ không được gia hạn. Từ đó, chính phủ đề xuất các đại biểu quốc hội cho phép gia hạn thời hạn trả nợ khoản vay tới ngày 31 tháng 12, 2027 để tạo điều kiện cho Vietnam Airlines hoàn thành việc tái cấu trúc. Liên quan tới việc này, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Việt Nam Vũ Hồng Thanh nêu rằng Ủy ban này cơ bản nhất trí với sự cần thiết phải gia hạn trả nợ đối với khoản vay tái cấp vốn theo báo nhân dân. Tuy nhiên, Ủy ban kinh tế đề nghị chính phủ phân tích rõ hơn về khả năng trả nợ của Vietnam Airlines để làm rõ hơn tính khả thi và hiệu quả của phương án. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã tiến hành mở rộng xét nghiệm virus cúm da cầm trên nhiều sản phẩm sữa do tình hình dịch bệnh lây lan trong ngành chăn nuôi bò sữa trên khắp nước Mỹ. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA, từ tháng 3 đến nay thì hơn 120 đàn bò sữa ở 12 bang có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm da cầm. Các quan chức liên bang cảnh báo sự lây lan ở bò sữa có thể làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh ở người. Hiện nguy cơ đối với cộng đồng do cúm da cầm vẫn còn thấp. Tuy nhiên, các quan chức liên bang nhận định nguy cơ này cao hơn đối với công nhân làm việc trong các trang trại bò sữa. FDA cho biết trọng tâm của những xét nghiệm lần này là việc lấy mẫu 155 sản phẩm để bảo đảm quá trình thanh trùng làm bất hoạt virus. Thử nghiệm trước đây của FDA đối với 297 mẫu sữa bán lẻ đã cho kết quả âm tính với virus. Theo cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, hơn 690 người đã tiếp xúc với người nhiễm bệnh hoặc động vật bị nghi nhiễm bệnh đã được theo dõi các triệu chứng cúm. 51 người có triệu chứng giống như cúm đã được xét nghiệm và ba công nhân tại trang trại bò sữa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm đều đã bình phục. CDC đang hỗ trợ kỹ thuật cho bang Michigan trong việc xét nghiệm huyết thanh cho công nhân mà có dấu hiệu nhiễm cúm từ trước đó và sẽ bảo đảm việc thử nghiệm cũng được tiến hành ở các bang khác. Trước đó USDA cho biết là đang đàm phán với hơn 20 công ty trong việc phát triển vắc xin cúm gia cầm cho gia súc. Tiểu bang California Hoa Kỳ trợ cấp đến 14.000 đô la cho xe điện cho người thu nhập thấp. Những gia đình mà có thu nhập thấp ở California nên chú ý, thời điểm hiện tại là cơ hội vàng để sở hữu những chiếc xe điện với giá rẻ. Trong bối cảnh nhiều mẫu xe điện đang giảm giá hiện nay, chính quyền tiểu bang vẫn tiếp tục đưa ra những ưu đãi nhằm khuyến khích cư dân chuyển đổi sang việc sử dụng xe sạch. Theo trang mạng electrive.com, Ủy ban Tài nguyên Không khí California, gọi tắt là CARB, hiện đang đưa ra các ưu đãi lên tới 14.000 đô la Mỹ cho xe điện. Theo chương trình hỗ trợ lái xe sạch Driving Clean Assistance Program, gọi tắt là chương trình DCAP, chương trình mới này nhằm mục đích là khuyến khích những người có thu nhập thấp chuyển sang sử dụng xe điện. Để đủ điều kiện tham gia chương trình đi cap, cư dân cần phải ở mức thu nhập bằng hoặc dưới mức nghèo khó của liên bang, tương đương khoảng 93.600 đô la cho một gia đình 4 người. Và một yêu cầu khác nữa là họ chưa được hưởng bất kỳ chương trình ưu đãi mua xe điện nào của Ủy ban Tài nguyên Không khí California Corp trước đây. Tượng sáp của cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln bất ngờ tan chảy Tượng sáp của cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln vốn có thể chịu đựng được nhiệt độ tới 60 độ C, bỗng dưng tan chảy vì nắng nóng. Bức tượng cao khoảng 1,8 mét đặt tại khuôn viên một trường tiểu học tại thủ đô Washington từ tháng 2, 2024. Thế nhưng bức tượng đầy uy nghi, giờ đây đã bị tan chảy thành hình dáng kỳ lạ dưới thời tiết nắng nóng tại Mỹ, theo báo New York Times. Vụ việc nhanh chóng trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Mỹ. Nhiều người ví ông Lincoln đang lăn lộn với đóng email công việc một số người khác thì lại cho rằng cựu tổng thống đang nằm nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chuyên gia điêu khắc Sandy Williams số 4 cũng là người tạo ra bức tượng sáp trên, cho biết các tác phẩm tượng sáp thường không tan chảy dưới nhiệt độ thường vào mùa hè. Ông Williams số 4 chia sẻ bức tượng làm từ sáp paraffin. Đây là loại sáp có khả năng chịu nhiệt lên tới 60 độ C. Nhiệt độ thường trong khuôn viên trường sẽ rất khó đạt đến mức này Tuy nhiên ông không ngờ điều này thật sự đã xảy ra sau khi nhìn thấy tượng sáp của cố tổng thống Abraham Lincoln tan chảy đến biến dạng. Một nguồn tin tiết lộ Apple đã yêu cầu giảm số lượng công nhân trên các dây chuyền lắp ráp cuối cùng của iPhone xuống còn 50%. Trong nỗ lực tự động hóa dây chuyền sản xuất, Apple mới đây đã lên kế hoạch giảm tới một nửa số công nhân lắp ráp iPhone bất chấp có thể gây ra những tác động lớn trên thị trường lao động quốc tế. Theo The Information, Phó Chủ tịch cấp cao của Apple đã gửi yêu cầu tới các nhà quản lý để giảm số lượng công nhân trên dây chuyền lắp ráp cuối cùng của iPhone xuống 50% trong vài năm tới. Thực tế, quá trình cắt giảm công nhân đã được Apple âm thầm thực hiện trong hơn một năm qua. Báo cáo chuỗi cung ứng năm 2023 của Apple cho thấy là công ty này đã giảm số lượng nhân viên mà họ giám sát tại các đối tác sản xuất từ 1,6 triệu người vào năm 2022 xuống chỉ còn 1,4 triệu vào năm 2023, tương ứng với mức giảm 12,5% chỉ trong một năm. Việc thúc đẩy tự động hóa sẽ giúp giảm bớt nhân công, về mặt lý thuyết thì có thể giảm một phần chi phí sản xuất iPhone và các sản phẩm khác. Tuy nhiên thì máy móc được sử dụng trong tự động hóa thường có giá lên đến hàng trăm triệu đô la Mỹ và nhiều đối tác sản xuất của Apple không sẵn sàng thực hiện khoản đầu tư đó. Mặc dù vậy thì theo báo cáo, khâu tự động hóa của Apple vẫn có một số vấn đề, cụ thể là các con robot được sử dụng để thử nghiệm gặp khó khăn trong việc lắp các mảnh nhỏ với độ chính xác cần thiết và không thể tìm ra vị trí đặt ốc vít cùng mô men xoắn thích hợp. Đấu giá bộ sưu tập túi sách và váy dạ hội của công nương Dana cuộc đấu giá lớn nhất kỹ vật của công nương Diana, vợ cũ của vua Anh Charles Đệ Tam, sẽ diễn ra trong tuần này ở Beverly Hills, bang California và kết thúc vào ngày 27 tháng 6. Bộ sưu tập gồm hàng chục món đồ bà Diana đã bán đi vài tháng trước khi qua đời. Vì tai nạn giao thông năm 1997, chúng đã được đưa đi triển lãm khắp thế giới trước khi đấu giá. Đại diện nhà đấu giá Julian cho biết là Chúng tôi tổ chức sự kiện để tôn vinh gu thời trang thanh lịch của công nương Dana. Chúng tôi sẽ bán một số món cực kỳ nổi bật mà Dana đã mặc và là biểu tượng cho phong cách của bà ấy. Hai bộ trang phục nổi bật là chiếc váy dạ hội màu xanh lam của nhà thiết kế Abed mà Dana mặc trong lễ ra mắt phim Bóng ma trong nhà hát ở London năm 1986 và một chiếc váy ren màu đỏ tươi của Eldenstein, chúng dự kiến có giá lên tới 400.000 đô la Mỹ. Công nương Dana và Thái tử Charles kết hôn năm 1981 trong đám cưới thế kỷ, với 750 triệu người theo dõi qua truyền hình. Họ ly hôn năm 1996 và Dana qua đời ở Pháp, trong lúc đang cùng bạn trai chạy trốn cánh săn ảnh. Dana đã dùng danh tiếng của mình để nâng cao nhận thức về nhiều vấn đề, từ bệnh phong, bạo lực gia đình cho tới sức khỏe tâm thần. Hơn 50 năm trôi qua, bà vẫn duy trì sức hút với nhiều triệu người hâm mộ một chiếc váy bà từng mặc đã thu về 1,14 triệu đô la Mỹ trong cuộc đấu giá vào năm ngoái. Các thành phố nào đáng sống nhất thế giới năm 2024? Vienna của Áo một lần nữa được vinh danh là thành phố đáng sống nhất thế giới theo bảng xếp hạng hàng năm của Economist Intelligence Unit EIU. Đây là năm thứ ba liên tiếp mà Vienna đứng đầu danh sách, đạt điểm hoàn hảo ở các hạng mục chăm sóc sức khỏe, ổn định, cơ sở hạ tầng và giáo dục nhưng điểm thấp hơn về văn hóa và môi trường do thiếu các sự kiện thể thao lớn copenhagen đan mạch giữ vị trí thứ hai giữ nguyên vị trí từ năm ngoái zurich của thụy sĩ thì lên vị trí thứ ba từ vị trí thứ sáu còn melbourne của úc giảm từ vị trí thứ ba xuống thứ tư trong khi calgary của canada và geneva của thụy sĩ thì cùng đứng thứ năm vancouver của canada và sydney của úc chia sẻ vị trí thứ bảy còn Osaka Nhật Bản và Auckland New Zealand thì đứng thứ 9. Các thành phố Tây Âu có kết quả tốt với điểm trung bình là 92 trên 100, nhưng khu vực này đã giảm điểm ổn định do gia tăng các cuộc biểu tình và tội phạm. Honolulu của Hawaii xếp hạng cao nhất trong các thành phố của Mỹ ở vị trí thứ 23, với Atlanta tăng lên vị trí thứ 29, còn Los Angeles và New York thì lần lượt đứng thứ 58 và 70. Bắc Mỹ vượt trội về giáo dục nhưng lại gặp thách thức về cơ sở hạ tầng, đặc biệt ở Canada, nơi khủng hoảng nhà ở ngày càng tồi tệ. Vấn đề này cũng ảnh hưởng đến Úc. Với cả hai quốc gia này trải qua tình trạng thiếu nhà cho thuê và giá mua nhà tăng dù lãi suất tăng. Vancouver vẫn nằm trong top 10, trong khi Toronto thì giảm xuống vị trí thứ 12 từ vị trí thứ 9 vào năm ngoái. London của Vương quốc Anh xếp hạng 45 và Hồng Kông có cải thiện lớn nhất. Từ vị trí 61 lên 50 do điểm ổn định và chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Các thành phố ở UAE như là Abu Dhabi và Dubai cùng với Riyadh, Jeddah và Al Khobar ở Saudi Arabia cũng có sự tăng trưởng đáng kể. Ngược lại thì Tel Aviv của Israel đã giảm 20 hạng xuống vị trí 112 do xung đột Israel Hamas. Mặc dù điểm sống toàn cầu tăng nhẹ nhưng rủi ro về ổn định vẫn tồn tại với các thách thức kinh tế liên tục và các cuộc biểu tình thường xuyên. Đáy của danh sách ít thay đổi với Damascus của Syria vẫn là thành phố ít đáng sống nhất. Tiếp theo là Tripoli của Libya, Algiers của Algeria và Lagos của Nigeria. Du khách đã bị sóng cuốn trôi khi hôn nhau trên bờ biển. Người mẫu Nga 20 tuổi Diana Belleva cùng bạn trai đi nghỉ mát ở bãi biển Sochi hôm 16 tháng 6. Trong đoạn video lan truyền trên nền tảng X, đôi tình nhân ôm hôn nhau trên bờ biển bất chấp sóng lớn liên tục ập vào bờ. Hai người được trông thấy là khá vất vả vật lộn khi bị sóng xô ngã nhưng vẫn cố đứng dậy. Được sóng cuối cùng đã trùm lên cả hai, bạn trai Diana đã bị xô vào bờ, trong khi cô gái trẻ thì bị sóng cuốn ra xa và mất tích chỉ vài giây sau đó. Trước sự chứng kiến của nhiều nhân chứng trên bờ biển và sự ngỡ ngàng của chàng trai, nhà chức trách đã tìm kiếm Dana trong 3 ngày nhưng không có kết quả. Cô gái đến từ Lipbass được tuyên bố là đã tử vong, cảnh sát đang điều tra vụ việc. Sau khi đoạn video được lan truyền, nhiều người bày tỏ sự tức giận với những người có mặt tại hiện trường. Trong video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng, một số người có mặt trên bờ biển nhưng không làm gì để trợ giúp hai nạn nhân. Tuy nhiên nhiều người cũng cho rằng hành động ôm hôn nhau trước sóng lớn của Dana và bạn trai cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt là với thời tiết xấu như trong video. Sochi là khu nghỉ dưỡng mùa hè nổi tiếng bậc nhất ở Nga, nơi đây sở hữu dải bờ biển dài 145 km dọc theo bờ biển đen. Khí hậu ôn hòa, nhiều hoạt động vui chơi giải trí và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Sochi có khí hậu địa trung hải ôn hòa với mùa hè ấm áp và mùa đông mát mẻ. Nhiệt độ trung bình tháng 7 là 25 độ C và vào tháng 2 là 6 độ C. Nhờ vậy mà du khách có thể tận hưởng bãi biển quanh năm cùng nhiều hoạt động vui chơi và giải trí trên bãi biển. Trong phần thông tin về sức khỏe, trái tắc đem lại vô vàng lợi ích cho sức khỏe. Trái tắc có vị chua ngọt, đặc trưng và hương thơm dịu nhẹ, không chỉ là một nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt, Tắc còn chứa nhiều dưỡng chất quan trọng và mang lại vô vàng tác dụng chữa bệnh hiệu quả. Thứ nhất là hỗ trợ chữa bệnh về tiêu hóa. Vị chua của trái tắc giúp kích thích tuyến nước bọt và dịch vị, tăng cường quá trình tiêu hóa thức ăn. Tinh dầu trong vỏ thì có tác dụng giảm co thắt, cơ trơn ở đường tiêu hóa, giúp giảm đầy hơi, khó tiêu và đau bụng. Bên cạnh đó thì các chất chống oxy hóa trong trái tắc có khả năng bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi tác hại của các gốc tự do và vi khuẩn gây viêm loét. Pectin trong vỏ tắc là một loại prebiotic, cung cấp thức ăn cho lợi khuẩn đường ruột, giúp duy trì sự cân bằng hệ vi sinh và ngăn ngừa các bệnh lý đường ruột. Thứ hai là tắc tăng cường sức khỏe của mắt. Quả tắc chứa lượng vitamin E hợp lý ở dạng beta-carotene. Đây là chất dinh dưỡng quan trọng để sản xuất rhodopsin là một hợp chất protein hỗ trợ khả năng nhìn ở nơi có ánh sáng yếu. Nó cũng giúp bảo vệ giác mạc và kết mạc, các lớp ngoài của mắt. Tắc cũng chứa các carotenoid như là lutein và zeaxanthin là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ tập trung ở võng mạc. Những chất này sẽ giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Thứ ba là chữa các bệnh về hô hấp, tắc là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cho cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh đường hô hấp như là virus và vi khuẩn. vỏ tắc thì chứa nhiều tinh dầu có tác dụng long đờm, giảm ho, kháng khuẩn và kháng viêm, giúp làm dịu cổ họng và giảm các triệu chứng khó chịu của các bệnh hô hấp. Các khoáng chất như là kali và canxi giúp duy trì chức năng hô hấp bình thường và tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Thứ tư là giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Trái tắc là nguồn cung cấp kali dồi dào, một khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp. Duy trì huyết áp ổn định là yếu tố quan trọng để giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như là tăng huyết áp, đột quỵ và đau tim. Tắc cũng chứa các flavonoid. Các chất này giúp bảo vệ thành mạch máu khỏi tổn thương, giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt, từ đó giảm nguy cơ sơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch khác. Thứ năm là thanh nhiệt và giải độc cơ thể. Tắc chứa nhiều nước và giúp cung cấp độ ẩm cho cơ thể, hỗ trợ quá trình thải độc qua đường tiết niệu. Vitamin C trong trái tắc là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp trung hòa các gốc tự do gây hại trong cơ thể, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và hỗ trợ quá trình giải độc. Các hợp chất thực vật như là flavonoid có trong tắc cũng có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn và hỗ trợ chức năng gan, giúp gan hoạt động hiệu quả hơn trong việc lọc và thải độc. Tắc là loại quả thơm ngon, bổ dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tắc có thể ăn trực tiếp hoặc là kết hợp với các loại trái cây khác để làm salad. Uống nước ép tắc ấm hoặc là trà tắc giúp tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ tiêu hóa và làm đẹp da. Ngoài ra thì có thể sử dụng vỏ tắc phơi khô để hãm trà hoặc là sắc thuốc chữa ho, cảm cúm. Tuy nhiên không nên ăn quá nhiều tắc vì có thể gây nóng trong người. Người có bệnh lý về dạ dày như là viêm loét dạ dày thì nên hạn chế ăn tắc. Phần thông tin về sức khỏe cũng đã kết thúc bản tin này. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kênh Culture Channel có video tin tức Canada và thế giới nổi bật được cập nhật mới hàng ngày. Kính mời quý vị đón theo dõi. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về Canada và thế giới. Kính chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe và bình an và kính chào tạm biệt.